khói lửa sáng rực tại mặt trận Đông Âu, quân đội Nga dồn sức áp đảo chảo lửa miền Đông, Ukraine kiệt sức căng mình chống đỡ. Lữ đoàn tinh nhuệ của Nga giành quyền kiểm soát khu định cư chiến lược ở Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov bất ngờ gửi thư chúc mừng Tại Trung Đông, cảnh sát Na Uy công bố lệnh bắt giữ quốc tế với một người đàn ông nghi có liên quan đến vụ nổ mảnh nhắn tin hàng loạt tại Liban. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Khi tiết trời chuyển dần sang thu vào tháng 9 năm 2024, Ukraina cho biết lực lượng của họ ở khu vực phía đông của tỉnh Donetsk gặp phải nhiều cuộc đụng độ hơn so với các tháng trước. Sau nhiều tháng thường xuyên gây áp lực và đánh bào mòn đối phương, quân đội Nga hiện nay đang nỗ lực thọc sâu vào hàng loạt thành trì của Ukraine dọc theo hơn 160 km chiến tuyến nham nhở ở phần đất phía đông của tỉnh Donetsk. Đối với Ukraine, đánh mất bất cứ vị trí phòng ngự quan trọng nào ở đây đều có thể làm thay đổi cục diện giao tranh, giành quyền kiểm soát tỉnh này. Quân đội Ukraine ghi nhận, chỉ trong vòng 2 ngày gần đây có tổng cộng hơn 400 cuộc đụng độ giữa hai phe. Theo Deep State, nhóm phân tích chuyên vẽ bản đồ về tình hình xung đột Ukraine, đây được xem là mức cao nhất trong nhiều tháng. Những thành trì của Ukraine hiện đang bị Nga tấn công đều có tầm quan trọng chiến lược với những đặc điểm như là đầu mối giao thông hoặc có vị trí nằm trên cao. Hiện không rõ phòng tuyến của Ukraine bảo vệ ngay phía trước những nơi này có độ chắc chắn từ đâu. Ukraine kìm chân Nga ở ngoại vi thị trấn Chasovya trong nhiều tháng, nhưng chỉ cách nơi này 32 km về phía nam. Nga giao chiến dữ dội với lực lượng Ukraine bên trong thị trấn Toretsk. Quân đội Nga cũng đã tiến sát thị trấn Pokrovsk trong 7 tháng qua, hình thành được một khúc lồi có độ sâu khoảng 35 km và độ rộng khoảng 24 km, tạo ra hình thế chiến trường rất phức tạp. Thị trấn Pokrovsk đang bị Nga oanh tạc hàng ngày. Tất cả các cầu vượt lớn trên các trục đường chính đã bị phá hủy. Giới chức địa phương đang hối thúc khoảng 15.000 cư dân còn lại sử dụng những con đường đất để tháo chạy khỏi đây khi còn có thể. Thượng sĩ Ginseng, hô hiệu sử dụng theo quy định của quân đội Ukraine không phải tên thật, phụ trách đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn Jaega 68 bảo vệ sườn phía nam của Pokrovsk, nói rằng các lực lượng Ukraine đã ổn định chiến tuyến nhưng xung đột vẫn là ác mộng đối với họ. Thượng sĩ Ginseng chỉ vào một khẩu súng hoa cải gần lối vào bong ke của mình và nói đây là vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với các UAV cảm tử loại nhỏ của Nga khi các thiết bị gây nhiễu điện tử thất bại. Ông Ginseng nói UAV đối phương bay theo đợt, chiếc này vừa xuất hiện thì khoảng 15 phút sau lại có chiếc mới bay tới. Khẩu đội của Thượng sĩ Ginseng quản lý một khẩu lựu pháo từ thời Liên Xô. Khẩu pháo này chỉ nhô nòng ra khỏi bong ke khi các chắc thủ UAV trinh sát gửi cho họ thông tin về mục tiêu. Như một số người binh sĩ khác, ông Ginseng lo sợ Pokrovsk sẽ không trụ nổi trước các đợt tiến công của Nga. Khu vực nằm ngay ở phía nam của Pokrovsk có lẽ là nơi ác liệt nhất của mặt trận vào lúc này. Nga đang dồn ép binh sĩ Ukraine vào các túi phòng ngự. Tại thị trấn Kurakhov, thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk, khói bốc lên từ nhà máy điện. Khói đen cũng bốc lên từ các ngôi làng cận kề. Có thể thấy rõ trên vùng đất bằng đánh dấu đà tiến của quân đội Nga tại đây. Lữ đoàn cơ động đường 046 của Ukraine đảm trách phòng thủ khu vực quanh Kurakhov cho biết hai cuộc tấn công gần đây của Nga có sự tham gia của gần 100 xe tăng, xe thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Còn tại Ukleda, thị trấn mỏ nằm ở nơi giáp danh giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia, người Nga cũng đang giành được thêm đất, tiến quanh thị trấn từ phía đông bắc. Gần đây, quân đội Nga đã đẩy được binh sĩ Ukraine ra khỏi hai mỏ dùng làm căn cứ làm tăng khả năng thị trấn này sớm rơi vào tay quân đội Nga. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Bilushov gửi thư chúc mừng đến Lữ đoàn Súng trường Độc lập số 114, lực lượng tham gia chiến đấu giành quyền kiểm soát hai khu định cư Ukresk và Lesoka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các binh sĩ thuộc lữ đoàn đã được trao tặng tổng cộng hơn 2.000 huân trường. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Ukrainsk ở Donetsk. Ukrainsk từng có dân số khoảng 10.500 người, nằm cách ngã ba đường sắt từ Sukurika khoảng 4 km. Ngã ba này được Kiev sử dụng làm nơi tiếp tế cho một phần đáng kể lực lượng ở Donbass. Theo người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, số lượng thường dân hiện sống ở Ukrainsk có thể lên đến 3.000 người. Lực lượng Nga cũng đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người dân. Các cơ quan liên quan sẽ bắt đầu công việc ở Ukrainsk sau khi tình hình ổn định. Còn theo hướng chiến trường Kursk, các đơn vị chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đã không còn động lực chiến đấu. Phóng viên quân sự Alexander Kursk có mặt tại chiến trường đã miêu tả lực lượng tinh nhuệ đã được rút đi hoặc đã đầu hàng. Hiện tại, những đơn vị tiền tuyến là tân binh, không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhiều người trong số họ bị bắt trên đường phố Vinnytsia hoặc Sumy chỉ 3 tuần trước. Phóng viên Kursk lưu ý rằng, quân đội Ukraine tại khu vực Kursk đang hành động cực kỳ yếu kém. Đối phương đang ngày càng rút lui, rời bỏ vị trí. Trong khi đó, Thiếu tướng, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhamat, Apti Alodinov cũng xác nhận thông tin này và cho biết thêm lực lượng vũ trang Ukraine đang mất đi một lượng lớn trang thiết bị quân sự mỗi ngày. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ ở hướng này. Ông Alodinov thông báo về tình hình và cho biết đối phương thấy mình ở trong tình thế rất khó khăn ở một số khu vực. Hoàn cảnh của hắn không phải là tốt nhất anh ta đang dần bắt đầu từ bỏ vị trí của mình và rút lui bất cứ nơi nào có thể. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vừa qua đã công bố đoạn video cho thấy những gì được cho là sự phá hủy của dây chuyền lắp ráp UAV và các cơ sở lưu trữ của nhà sản xuất động cơ Motosik của Ukraine tại khu vực Zaporizhia. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong cuộc tấn công này, các lực lượng của Moscow sử dụng bom lượn UMPK-500 và đã phá hủy tới 250 UAV quân sự các loại của Ukraine. Cùng với việc phát lại video của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, hãng tin Reuters của Anh cho biết họ có thể xác nhận vị trí của video thông qua kết quả phân tích cho thấy cách bố trí tòa nhà và ống khói trùng khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực. Tuy nhiên, Reuters nói rằng họ không thể xác minh độc lập ngày quay video. Ở diễn biến khác, một phi đội gồm 3 máy bay Su-57 của Nga đã thực hiện cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Odessa bằng tên lửa chiến thuật tầm xa KH-69. Những tên lửa này được phóng từ các khoang vũ khí bên trong Su-57. Ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa, Su-57 của Nga còn thực hiện nhiệm vụ tác chiến điện tử chống lại phòng không Ukraine. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động trên vùng biển trung lập của Biển Đen, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tác chiến thông qua các kênh vô tuyến an toàn của hệ thống liên lạc trên máy bay S-111N. Giữa tháng 9, một quan chức không quân Ukraine giấu tên cho biết Su-57 có thể đã được Nga sử dụng nhiều lần trong những tháng gần đây để tiến hành hơn 40 cuộc không kích. Các cuộc tấn công vào mục tiêu ở Odessa và xung quanh khu vực này chứng minh vai trò ngày càng tăng của máy bay chiến đấu Su-57 trong các hoạt động chiến đấu những máy bay này được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mới nhất và tên lửa tàng hình, cung cấp những cuộc tấn công có độ chính xác cao và mục tiêu quan trọng mà không bị đối phương phát hiện. Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 5 của Nga được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương. Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay như radar mảng định pha chủ động, AESA, hệ thống hỗ trợ phi công cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại. Tuy nhiên Su-57 phải đối mặt với sự chậm trễ trong sản xuất và các vấn đề về hiệu suất, đặc biệt là về động cơ và tính năng tàng hình. Một số chuyên gia hàng không quân sự cho rằng vòi phun động cơ tròn có thể nhìn thấy của máy bay chiến đấu làm tăng khả năng bị radar phát hiện, làm suy yếu khả năng tàng hình của nó. Bất chấp những nhược điểm đó, Su-57 vẫn có một số lợi thế so với F-16 Fighting Falcon. Trước đó, tạp chí quốc phòng National Interest đưa tin Su-57 thế hệ thứ 5 có thể đồng bộ hóa với radar mặt đất, mang lại lợi thế khi giao chiến. Hiện tại, Nga vẫn đang siết chặt vòng vây tại miền đông Ukraine, đặc biệt là Kharkov và Donbass, cũng như kiểm soát được nhiều vị trí chiến lược trong khu vực này. Cập nhật tình hình xung đột trên các tiền tuyến miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã chịu hàng nghìn thương vong trên các mặt trận tỉnh Kharkov và Donetsk. Cụ thể, Tại tỉnh Donetsk, nhóm tác chiến phía Nam đã giành được khu định cư Australia và Grigorovka và tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở Mykolaivka, Konstantinovka và Kurakhov khiến binh sĩ Ukraine thương vong. Bảy xe, một số hệ thống pháo bao gồm FH-70, D-20, pháo D-30. Nhóm tác chiến trung tâm đã tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine gần Klebanbik, Goniak, Yuryanoi và Chebinovka, tỉnh Donetsk, khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong cùng nhiều trang thiết bị quân sự bị hư hại. Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine ở thành phố Lipsy, Vopchansk và làng Vopchansky, Khutori thuộc tỉnh Kharkov và tỉnh Sumy, khiến Ukraine mất tới 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu, 4 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống vũ khí. Nhóm tác chiến Tây đã chiếm được các vị trí thuận lợi hơn, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine cũng như ngăn chặn các cuộc phản công ở Kupiansk, Bohuslavka, Kolesnikovka, Krugliakovka và Lozovaya ở tỉnh Kharkov. Hậu quả là Ukraine mất tới 10 xe cơ giới, hai hệ thống pháo Vampire cùng nhiều trang thiết bị khác. Cùng thời điểm, hãng thông tấn Ukraine form dẫn thông tin từ nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov cho biết tình hình hoạt động ở tỉnh này vẫn còn nhiều thách thức khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục chống lại áp lực của quân đội Nga. Ở thành phố Vodchansk, một số binh sĩ Nga đã di chuyển đến các vị trí tiền tuyến, mặc dù tinh thần của quân đội Nga được cho là không cao. Một thành viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR có bí danh là Viking cho biết lực lượng Ukraine đã bắt giữ khoảng 20 binh sĩ Nga và khiến vài chục người khác thiệt mạng trong một chiến dịch chiếm lại một nhà máy tổng hợp ở Vopchansk. Viking cho biết trận chiến kéo dài hơn một tuần, quân đội Nga đã pháo kích dữ dội và kháng cự rất quyết liệt. Cuối cùng, Ukraine đã giành lại được cơ sở này gần đây sau nhiều tháng nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Trong diễn biến liên quan tại tỉnh Kharkov, ở gần khu định cư Hlyboke, Staritsia, Nga đang tìm kiếm các tuyến đường mới để hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị tiền tuyến. Gần khu định cư Lukianshi, binh sĩ Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái FPV. Mới đây, kênh Telegram Russian Weapon cho biết, cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào sân bay Starokonstantinov của Ukraine đã khiến 40 bay chiến đấu F-16 bị phá hủy. Hai trong 40 bay này đã bị phá hủy khi đang trên đường băng, trong khi hai chiếc khác thì đang được đặt trong nhà chứa. Hiện phía Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Báo cáo về việc F-16 bị phá hủy được đưa ra sau khi Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinza nhằm vào sân bay Starokonstantinov gần đây. Những tên lửa này được đánh giá có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại, khiến chúng trở thành công cụ mạnh mẽ để tấn công các mục tiêu quan trọng của đối phương. Được biết, sân bay quân sự ở Starokonstantinov, vùng Khmelnytsky, đóng vai trò quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh máy bay Su-24 mang tên lửa hành trình Storm Shadow và Scarp EG, theo một số nguồn tin quân sự, sân bay này cũng là nơi chứa các máy bay chiến đấu F-16 được phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Quân đội nga trước đó đã nhiều lần tấn công căn cứ này nhằm vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng dùng để huấn luyện và vận hành máy bay chiến đấu của ukraine. Ở một diễn biến khác, safran đưa tin mới đây lực lượng vũ trang ukraine đã ăn mừng một chiến thắng lớn trên tiền tuyến. Cụ thể, các quân nhân của Cục tình báo thuộc bộ quốc phòng ukraine đã tiến vào lãnh thổ của một nhà máy tổng hợp bị lực lượng nga bỏ lại. Nhà máy nằm ở bờ đông của sông volchia, khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nga, cùng với các khu định cư khác ở kharkov từ cách đây nhiều tháng. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã tự hào chia sẻ đoạn phim ghi lại việc lực lượng đặc nhiệm Ukraine ăn mừng chiến thắng khi giành quyền kiểm soát cơ sở công nghiệp ở bờ đông. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài được lâu. Việc quân đội Nga rút khỏi đống đổ nát của nhà máy tổng hợp thực chất là một cái bẫy. Ngay khi quân đội Ukraine tiến vào cơ sở và quay cảnh chiến thắng, rồi đăng tải lên trên phương tiện truyền thông, nhà máy này ngay lập tức đã bị ném bom hạng nặng cùng nhiều bệ phóng tên lửa chứa đồ đạn nhiệt áp của Nga. Trong cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kharkov nhà máy tổng hợp là một thành trì quan trọng hỗ trợ các cuộc tiến công của Moscow vào trung tâm thị trấn trên bờ đông sông Volga. Tuy nhiên, hiện tại thị trấn Volchansk, bao gồm cả nhà máy tổng hợp, đã bị phá hủy và nguồn cung cấp quân sự trở nên khó khăn. Đây có thể là lý do tại sao quân đội Nga quyết định rút quân khỏi nhà máy, đồng thời mang đến cho Ukraine một chiến thắng chớp nhoáng trên truyền thông, nhưng đi kèm là những tổn thất nặng nề. Hiện lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành các hoạt động tấn công cục bộ tại nhiều khu vực khác nhau ở vùng Kharkov nhằm mục đích kiềm chế lực lượng Nga và giành được ít nhất một chiến thắng để tuyên bố trên phương tiện truyền thông trong bối cảnh họ phải chịu những thất bại chiến lược ở mọi hướng khác. Bị đánh bại hầu hết trên các chiến trường, lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực để cố tìm được chiến thắng dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tục vẫn chưa mang lại được gì cho họ ngoài những thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh căng thẳng, Ukraina mới đây đã bày tỏ lo ngại về chất lượng đạn dược do các đồng minh phương Tây cung cấp sau khi phát hiện một phần đáng kể đạn pháo không đạt tiêu chuẩn. Theo thông tin từ tờ Handelsblatt của Đức, các quả đạn không phát nổ như dự định, thay vào đó chỉ phát nổ cách nòng pháo từ 20 đến 60m, gây nguy hiểm cho binh sĩ và làm hỏng các hệ thống pháo. Vấn đề này khiến Ukraina lo ngại về hiệu quả và an toàn của lực lượng phòng thủ của mình trước các cuộc tấn công từ Nga. Loại đạn pháo gặp vấn đề được cho là do Mỹ cung cấp cho Ukraine theo một sáng kiến của Cộng hòa Séc. Trong thư gửi tới Cộng hòa Séc, chính phủ Ukraine nêu rõ, trong quá trình sử dụng các loại đạn pháo này trong chiến đấu, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở khoảng cách từ 20m đến 60m từ nòng pháo, gây ra thương tích cho binh sĩ và thiệt hại cho các hệ thống pháo. Nguyên nhân chính được cho là do các loại kíp nổ lỗi thời, cụ thể là M515 và M51A5 được phát triển từ thời Thế chiến 2 tỷ lệ đạn lỗi được ước tính là 0,05%, tức khoảng 5 quả đạn phát nổ sớm trên khoảng 10.000 quả được bắn ra. Tuy tỷ lệ này có vẻ nhỏ, nhưng nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các hoạt động chiến đấu, đặc biệt trong điều kiện tác chiến khắc nghiệt như ở Ukraine. Sự cố đạn nổ sớm không chỉ gây thương vong cho binh sĩ Ukraine, mà còn làm gián đoạn các kế hoạch quân sự. Đạn pháo là yếu tố quan trọng trong chiến thuật phòng thủ và tấn công của quân đội Ukraine. Việc không đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các loại đạn này có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của họ trên tiền tuyến. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược, vào tháng 8 năm 2024, chính phủ Czech đã đề xuất mua 800.000 quả đạn từ các thị trường toàn cầu để hỗ trợ Ukraine. Đức trở thành nhà tài trợ lớn nhất khi cung cấp khoảng 180.000 quả đạn. Tuy nhiên, vấn đề đạn dược lỗi đã làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của việc cung cấp đạn dược. Chính phủ Czech xác nhận rằng một số ít đạn pháo gặp phải sự cố kỹ thuật, nhưng nhấn mạnh rằng những vấn đề này đã được khắc phục Nhờ hợp tác với các nhà cung cấp, công ty sản xuất vũ khí CSG của Séc, đơn vị cung cấp đạn pháo cho Ukraine cũng thừa nhận rằng một số loại đạn pháo gặp phải lỗi, nhưng chỉ trong một phần rất nhỏ trong tổng số đạn dược. Họ cho rằng lỗi có thể xuất phát từ sự kết hợp không phù hợp giữa các thành phần đạn, chẳng hạn như kíp nổ và thuốc phóng. Việc sử dụng các bộ phận không tương thích có thể gây ra hiện tượng nổ sớm, làm giảm hiệu quả sử dụng của đạn pháo. Một nguyên nhân khác có thể liên quan đến việc đạn dược được lưu trữ quá lâu trước khi được gửi đến Ukraina. Theo một bài báo của tờ Financial Times, chính phủ Anh đã cung cấp cho Ukraina một số lượng đạn dược vốn được chỉ định để tiêu hủy nhằm tiết kiệm chi phí. Điều này có thể dẫn đến việc đạn không còn hoạt động đúng cách sau thời gian dài bảo quản. Thời gian gần đây, Ukraina đang tăng cường sử dụng các loại UAV góc nhìn thứ nhất FPV trong xung đột với Nga xác nhận từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tiết lộ trong bài báo được Forbes xuất bản vừa qua cho biết, Kiev đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 cơ sở quân sự ở Nga trong năm qua bằng công nghệ UAV của nước này. Trong bối cảnh Kiev đang cho thấy sự thích nghi nhanh trong xung đột, phía Moscow cũng có những điều chỉnh cụ thể để đối phó, đặc biệt là với các UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine. Kiev Post dẫn lời Cố vấn Quân sự Ukraine, ông Sergei Flash Beskresnov cho biết, Nga đã bắt đầu lắp đặt camera chiếu hậu trên UAV trinh sát để đối phó với các cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV phòng không của Ukraine. Sự thay đổi này được phát hiện khi lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát của Nga được cho là mẫu Zala 42. Phần xác của UAV cho thấy được trang bị camera chiếu hậu cỡ nhỏ. Theo chuyên gia quân sự của Ukraine, Defense Express, Camera này cho phép máy bay không người lái theo dõi phần không gian ở phía sau để phát hiện các mối đe dọa đang bay tới như máy bay không người lái FPV của Ukraine. Ngoài ra, một trong những cách Nga thực hiện để đối phó đó là gắn đinh lên UAV trinh sát để sử dụng trong các trận không chiến. Theo phương tiện truyền thông Nga, một giảng viên từ một trường đào tạo UAV trinh sát tiền tuyến và máy bay không người lái FPV giải thích rằng Moscow gắn đinh vào UAV của mình rồi tiếp cận với UAV của đối phương từ phía trên đinh sẽ làm hỏng cánh quạt của máy bay không người lái của đối phương khiến nó bị rơi. Mục tiêu là để máy bay không người lái gắn đinh trở về mà không bị hư hại, không giống như các chiến thuật trước đây là dùng một UAV đổi lấy một UAV. Song song với đó, Nga gần đây cũng được ghi nhận đã tăng cường sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất để tấn công Ukraine. Các loại UAV này được phóng từ một thiết bị bay không người lái tổng gọi là UAV mẹ và có thể tái sử dụng với khả năng vào sâu phòng tuyến 40 km. UAV mẹ thực hiện nhiệm vụ trinh sát trực quan, đóng vai trò như một bộ tiếp âm cho các tín hiệu điều khiển và liên lạc video, đồng thời là một hệ thống triển khai các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Nó cho phép liên lạc thông suốt với các UAV tấn công bằng cách hoạt động như một trạm chuyển tiếp trên không, ngay cả ở những khu vực mà các hệ thống tác chiến điện tử trong chiến hào của Ukraine thường gây nhiễu hoặc can thiệp vào các hoạt động như vậy. Quy mô sử dụng UAV quân sự trong xung đột Nga-Ukraine đã gia tăng lên mức độ chưa từng thấy, tích hợp gần như với mọi trận đánh lớn, UAV được đôi bên sử dụng để tranh chấp bầu trời với những cuộc đụng độ trực diện giữa UAV với nhau. Từ khi xung đột Nga Ukraine nổ ra, chính phủ Anh là nước viện trợ lớn cho Ukraine, đứng thứ ba sau Mỹ và Đức. Anh đã cam kết viện trợ quân sự khoảng 10,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước tháng 3 năm 2025. Nước này cũng dự kiến chi khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ để thay thế các thiết bị cũ đã viện trợ cho Ukraine. Mới đây, European Pravda trích dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Anh cho biết London sẽ tiếp tục cung cấp một lô pháo tự hành AS-90 khác cho lực lượng Kiev. Sáu tổ hợp sẽ được giao trong những tuần tới, bổ sung cho 10 tổ hợp đã chuyển đến Ukraine trước đó. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là trước đó đã lên kế hoạch cung cấp 12 khẩu pháo tự hành AS-90 cho quân đội Ukraine trong vòng 100 ngày kể từ khi nhậm chức. Nhưng hiện tại, họ có kế hoạch cung cấp 16 khẩu. Tuyên bố cho biết, pháo binh đóng vai trò quan trọng trong việc che chở cho quân đội Ukraine và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của Nga. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh đã chuyển giao hơn 30 tổ hợp pháo tự hành AS-90 cho Ukraine. Một video xuất hiện giữa tháng 6 năm 2023 cho thấy loại vũ khí này đã được sử dụng trên chiến trường. Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy một khẩu pháo tự hành AS-90 được Anh cung cấp cho Ukraine ở khu vực Donetsk. AS-90 bắt đầu phục vụ trong quân đội Anh vào những năm 1990. Tổ hợp pháo tự hành này có trọng lượng khoảng 45 tấn, chiều dài 9,9 m chiều rộng 3,4 m và chiều cao 3 m Hệ thống sử dụng động cơ diesel Cummins VTA-903T-660V8 có công suất 660 mã lực kết hợp với hộp số hoàn toàn tự động Rank LSG 2000 cho phép di chuyển nhanh chóng với tốc độ 51 km/h, có khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,75m, vượt hào rộng 3m và lội nước sâu 1,5m. Tổ hợp AS90 được trang bị pháo L39 tương thích với tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO. AS90 có hệ thống nạp đạn tự động, cho phép bắn loạt 30 viên đạn trong vòng 10 giây. Tốc độ bắn thông thường là 2 phát 1 phút, bắn nhanh là 6 phát 1 phút pháo có tầm bắn từ 25 km với đạn thường và 30 km với đạn phá có động cơ rocket hỗ trợ. Hệ thống được trang bị giáp thép hàn với chiều dày không quá 17 mm, giúp chống chịu hỏa lực của súng bộ binh và các mảnh đạn nhỏ. Tốc độ bắn và tốc độ nạp đạn nhanh của AS-90 giúp các đơn vị pháo binh Ukraine có thể nhanh chóng di chuyển đến các vị trí bắn mới, sau đó quay trở về điểm ban đầu để tránh bị đối phương phát hiện và dội hỏa lực đáp trả. Điều này sẽ giúp giảm tổn thất cho lực lượng pháo binh Ukraine. Với sự hỗ trợ của Anh, Kiev có thể triển khai 5 khẩu đội AS-90, mỗi khẩu đội có 6 hệ thống pháo ra chiến trường. Khả năng bắn loạt của AS-90 giúp nó trở thành cánh tay đắc lực trong cuộc phản công của Ukraine trong bối cảnh Ukraine thiếu máy bay hỗ trợ trên không. Nhưng vấn đề duy nhất đối với Ukraine là họ có quá ít tổ hợp pháo tự hành này. Do đó, việc mất bất cứ tổ hợp AS-90 nào trên chiến trường cũng sẽ là tổn thất lớn đối với Ukraine. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua cho rằng Ukraine nên nhượng bộ một chút để xoa so dịu Moscow và tránh một cuộc xung đột đậm máu với quốc gia láng giềng, điều mà ông cho là không cần thiết phải xảy ra. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang North Carolina, ông Trump đe dọa sẽ cắt viện trợ của Mỹ cho Kyiv và tuyên bố sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine. Trước đó, Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina, ông Trump cho biết: Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và người ấy đang đưa ra những lời lẽ khó chịu đối với vị tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nói thêm: Những thành phố Ukraine đang biến mất. Chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thỏa thuận. Ông Zelensky không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể thực hiện. Các bạn có một đất nước đang bị phá hủy, không thể xây dựng lại được. Đây có thể có là những lời chỉ trích rõ ràng nhất của ông Trump về cách xử lý xung đột của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo hãng tin AP, ông Trump đã thể hiện quan điểm rõ ràng về chính sách đối ngoại của mình khi ông ca ngợi thành tích quân sự của Nga trong lịch sử. Trong một bài phát biểu tại Savannah, Georgia, ông Trump đã phản đối việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi Kiev giành chiến thắng. Ông dẫn chứng hai cuộc xung đột lịch sử để làm rõ quan điểm của mình. Vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và cuộc tấn công không thành công của Napoleon. Ông Trump nhấn mạnh rằng việc Mỹ rút lui khỏi cuộc xung đột là điều cần thiết, mặc dù ông không nêu rõ cách thức sẽ thực hiện điều này. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định rằng chỉ có ông mới có thể chấm dứt được cuộc xung đột ở Ukraine, nói rằng nước Mỹ đang mắc kẹt trong cuộc xung đột này. Ông tuyên bố rằng nếu được bầu lại, ông sẽ có khả năng đàm phán để đưa Mỹ ra khỏi cuộc xung đột ở Ukraine và giải quyết hỗn loạn ở Trung Đông, đồng thời cảnh báo rằng thế giới đang rất gần với Thế chiến thứ ba. mới đây ứng cử viên đảng dân chủ phó tổng thống mỹ bà kamala harris đã có cuộc gặp thứ bảy với tổng thống ukraine ông volodymyr zelensky tái khẳng định rằng sự ủng hộ của bà đối với người dân ukraine là không thay đổi phó tổng thống mỹ nhấn mạnh mỹ không thể và không nên cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới vì cô lập không phải là sự bảo vệ vì vậy theo ứng cử viên đảng dân chủ việc washington ủng hộ kiev không phải vì lòng từ thiện mà vì đó là lợi ích chiến lược của mỹ và Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh mà Ukraine cần để thành công trên chiến trường. Bà Harris chia sẻ thẳng thắn rằng ở Mỹ có một số người muốn ép Ukraine từ bỏ phần lớn lãnh thổ có chủ quyền, yêu cầu Ukraine chấp nhận trung lập và từ bỏ các mối quan hệ an ninh với các quốc gia khác. Tuy nhiên, theo bà Harris, đây không phải là các đề xuất vì hòa bình. Thay vào đó, chúng là những đề xuất đầu hàng. Điều này nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Trước đó, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa J.D. Vance từng khẳng định ông Trump sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với các lãnh đạo Nga, Ukraine và châu Âu. Thượng nghị sĩ bang Ohio mô tả thỏa thuận mà ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ theo đuổi, bao gồm một số điều khoản chính. Nga được giữ lại các khu vực đã chiếm đóng và hai bên thiết lập khu phi quân sự dọc danh giới chiếm đóng của quân đội hai nước trên chiến trường. Tại khu phi quân sự trên, Kiev sẽ dồn lực lượng đầu tư phòng tuyến mạnh mẽ để ngăn các cuộc tấn công khác từ Nga. Ông Vance cho rằng, mặc dù về cơ bản, Ukraine vẫn sẽ là quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhưng Moscow vẫn sẽ nhận sự bảo đảm về tính trung lập từ Kiev. Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ nói thêm, Ukraine sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Họ sẽ không gia nhập những tổ chức liên minh dạng như vậy. Tôi nghĩ sau cùng, tình hình sẽ thành ra như thế. Bình luận về những đề xuất khép lại xung đột với Liên bang Nga của ông Vance, Tổng thống Ukraine cho rằng đó là một ý tưởng không tốt, có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu. Ông Zelensky nói, thông điệp của ông ấy dường như là Ukraine phải hy sinh. Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi về cái giá phải trả và ai phải gánh chịu. Ý tưởng rằng cuộc xung đột này sẽ chấm dứt bằng cách buộc Ukraine phải trả giá là không thể chấp nhận được. Theo ông Zelensky, nếu kế hoạch của ông Vance được thực thi, Ukraine sẽ phải chấp nhận đánh đổi lãnh thổ để cuộc xung đột dừng lại. Nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Kịch bản như thế này sẽ không có cơ sở trong các chuẩn mực quốc tế trong luật lệ của Liên Hợp Quốc trong công lý. Theo Tổng thống Ukraine, quan điểm của ông Vance và ông Trump về tình hình dường như có những điểm khác biệt dù hai chính trị gia này đang liên danh tranh cử. Ông nhấn mạnh, bất cứ ứng cử viên Tổng thống hay Phó Tổng thống Mỹ nào cho rằng việc chấm dứt xung đột bằng cách khiến Kiev từ bỏ lãnh thổ đều phải chịu trách nhiệm về khả năng gây ra một cuộc xung đột toàn cầu. Trong bối cảnh chỉ còn 40 ngày là tới bầu cử Mỹ mùng 5 tháng 11, Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc Đảng Dân Chủ đang giữ lợi thế trước đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump tại bang chiến trường Michigan và cuộc đua vẫn rất căng thẳng ở Pennsylvania, một bang giao động quan trọng khác. Một cuộc thăm dò mới của Jill Lowell và Jill Goff tại Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm, 48% so với 43%, mặc dù cựu Tổng thống có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập với tỷ lệ ủng hộ 36% so với 29%. Tại Pennsylvania, bà Harris giành được 48% phiếu bầu, còn ông Trump bám sát với tỷ lệ 46%, trong khi 4% cho biết vẫn chưa quyết định. Hầu hết cử tri Michigan và Pennsylvania cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định về việc sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Hai ứng cử viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ J.D. Vance, đảng Cộng hòa ở bang Ohio, và thống đốc Tim Walz, đảng Dân chủ của bang Minnesota sẽ có cuộc tranh luận vào tuần tới khi còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy trong bối cảnh một cuộc đua xít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống trong trạng cuối, thì bất cứ sai lầm lớn hoặc đòn hạ gục nào của một trong những ứng cử viên phó tổng thống đều có thể thay đổi cục diện liên quan đến vấn đề nhập cư để đối mặt với những cuộc tấn công liên tục từ phía cựu Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa về việc không đủ khả năng xử lý cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam, bà Harris có kế hoạch đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico tại bang Arizona vào ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, với các đề xuất cử các đặc vụ mới đến biên giới và áp dụng công nghệ để ngăn chặn dòng chảy tiền chất fentanyl tuồn vào nước này. Trong cuộc thăm dò của NBC News công bố đầu tháng 9, phần lớn cử tri cho rằng ông Trump sẽ bảo vệ biên giới tốt hơn bà Harris. Trong bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Pittsburgh thuộc bang quan trọng còn đang dao động Pennsylvania, bà Harris chỉ trích ông Trump là kẻ thua cuộc lớn nhất về kinh tế, đồng thời cam kết vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước. Bà cho biết gần 200.000 việc làm trong các nhà máy đã bị chuyển ra nước ngoài trong thời gian ông Trump ở Nhà Trắng. ứng cử viên của Đảng Dân chủ tự mô tả mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu của Mỹ đang phải vật lộn với giá cả cao, trong khi đối thủ Trump thì ủng hộ những người sở hữu những tòa nhà chọc trời lớn bà Harris tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư cho ngành sản xuất của Mỹ, cũng như lặp lại những lời hứa trước đó về việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm ứng phó trước những mối đe dọa gia tăng khi sự xuất hiện của công nghệ mới khiến việc mua bán và sở hữu súng đạn trở nên dễ dàng hơn. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực súng đạn, vốn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Tổng thống Biden. Sắc lệnh chỉ thị việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tìm hiểu và nghiên cứu những mối đe dọa mà công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất, sửa chữa và chuyển đổi súng đạn có thể gây ra. Chẳng hạn như công nghệ có thể chuyển đổi một khẩu súng lục bán tự động thành một khẩu súng hoàn toàn tự động. Ngoài ra, lực lượng này cũng đánh giá mối nguy hiểm đến cộng đồng trước sự xuất hiện gia tăng của súng in 3D, nhất là khi công nghệ in 3D có thể giúp tạo ra loại súng này một cách dễ dàng hơn và không có số seri khiến cơ quan thực thi pháp luật khó có thể quản lý. Xác lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang nghiên cứu cách thức phối hợp với các đơn vị giáo dục, tổ chức diễn tập ứng phó trước tình huống khi xảy ra xả súng theo cách giảm thiểu những tác động tiêu cực về mặt tinh thần và tâm lý, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của những hoạt động diễn tập như vậy. Theo kế hoạch, lực lượng đặc trách này sẽ đưa ra báo cáo đầu tiên về nhiệm vụ trên sau 90 ngày, tức không lâu trước khi Tổng thống Biden kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Trước đó, ông Biden khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ, tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất, trong đó có nỗ lực kiểm soát bạo lực súng đạn. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa vấn đề kiểm soát súng đạn và có thể làm được tốt hơn nữa. Đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ tài chính lớn hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh, người dân Mỹ có quyền sống và làm việc mà không bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ bạo lực súng đạn. Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, bà Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực súng đạn. Lâu nay, bạo lực súng đạn đã trở thành một trong những vấn đề dai dẳng, khó giải quyết nhất ở Mỹ. Bạo lực súng đạn cũng đã trở thành cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do số người thương vong liên quan đến súng ở nước này ngày càng gia tăng. Theo dữ liệu do hai cơ quan báo chí Mỹ, gồm USA Today và AP, cùng với Đại học Northeastern tổng hợp, tính từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 31 vụ xả súng ở Mỹ, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Mặc dù các quy định về súng là một vấn đề gây chia rẽ ở Mỹ, nhưng đa số người dân nước này vẫn ủng hộ việc hạn chế súng đạn vừa qua bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balakrishnan cho biết đã kêu gọi các thành viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc thể hiện sự lãnh đạo và giao trách nhiệm của họ để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bộ trưởng vivian balakrishnan đã kêu gọi hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết của các thành viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc cho rằng hội đồng này cần được cải cách để giải quyết những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm ông vivian balakrishnan nhấn mạnh xu hướng sử dụng quyền phủ quyết ngày càng tăng cho thấy chúng ta không thể để nhóm P5, năm thành viên thường trực tự nguyện thay đổi hành vi của họ. Trong một phiên thảo luận vào tháng 4 năm nay, cựu chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis nhấn mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng trên thế giới hiện nay, cùng với các cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn và mới nổi lên, đòi hỏi hành động khẩn cấp và quyết đoán, việc sử dụng một cách không kiềm chế quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an không chỉ làm tê liệt chính cơ quan này mà còn cản trở Liên hợp quốc ứng phó hiệu quả với các vấn đề hòa bình và an ninh. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định nếu các nước không hành động, niềm tin của người dân đối với Liên hợp quốc sẽ ngày càng suy giảm vì mỗi khi quyền phủ quyết được sử dụng sẽ bị xem là thất bại của tập thể trong hành động. Trong số 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an có 5 quốc gia là thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga. Quyền phủ quyết đã được các thành viên thường trực sử dụng gần 300 lần kể từ lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1946. Trước đó, nghị quyết do Liechtenstein đề xuất được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2022 yêu cầu các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc khi sử dụng quyền phủ quyết đối với các quy định của hội đồng này sẽ phải giải trình tại Đại hội đồng. Nghị quyết này được coi là bước đột phá đáng kể để thu hút sự tham gia của toàn bộ các thành viên Liên hợp quốc vào những vấn đề này. Theo số liệu tính đến tháng 4 năm 2024, kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập quyền phủ quyết đã được sử dụng 320 lần. Sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Liechtenstein đề xuất, quyền phủ quyết đã được sử dụng 13 lần. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Cảnh sát Na Uy vừa ban hành lệnh bắt giữ cũng như truy nã quốc tế đối với một người đàn ông nghi có liên quan vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt tại Liban chuỗi vụ nổ mà nhắn tin xảy ra vào giữa tháng 9 và kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ. Bộ trưởng Bộ Y tế Li Bang Firas Abiyat cho biết có khoảng 2.750 người bị thương, có 26 người tử vong, trong đó bao gồm hai trẻ em. Đại sứ Iran tại Li Bang, ông Mottaba Amani cũng bị thương trong vụ nổ. Naui ban hành lệnh bắt giữ Rinson Jones, 39 tuổi, người sáng lập công ty Bulgaria, được cho là thuộc chuỗi cung ứng các máy nhắn tin phát nổ tại Li Bang. Jones đã mất tích trong chuyến công tác tới Mỹ vào tuần trước. Người này làm việc trong phòng kinh doanh của công ty truyền thông Na Uy, DN Media Group. DN Media Group cho biết người này đã xuất cảnh để tham gia một hội thảo tại Boston vào giữa tháng 9 và sau đó công ty đã không thể liên lạc với anh ta. Vừa qua, cảnh sát Oslo thông báo đã nhận được thông báo về một người mất tích liên quan đến vụ nổ máy nhắn tin. Cảnh sát Oslo đã mở cuộc điều tra, đồng thời ban hành lệnh bắt giữ quốc tế với nhân vật này. Dựa trên đăng ký kinh doanh của Bulgari, Jose thành lập công ty Nocta Global tại thủ đô Sofia năm 2022. Giới chức Bulgari đã điều tra vai trò của Nocta Global trong chuỗi cung ứng máy nhắn tin đến Liên bang, nhưng không thể tìm được bằng chứng cho thấy chúng được sản xuất hoặc xuất khẩu từ Bulgari. Jose là một công dân Na Uy nhưng sinh ra tại quốc gia khác. Hàng loạt bộ đàm tại Liên bang phát nổ khiến 14 người thiệt mạng và 450 người bị thương. Hezbollah lập tức cáo buộc Israel đứng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau vụ việc này, phía lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng mọi loại thiết bị liên lạc sau vụ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban phát nổ hồi tuần trước gây nhiều thương vong. Một quan chức an ninh cấp cao của IRGC cho biết lực lượng này đang tiến hành hoạt động quy mô lớn để kiểm tra tất cả các thiết bị, không chỉ thiết bị liên lạc. Ông nói thêm, hầu hết các thiết bị này là đều tự chế hoặc nhập khẩu. IRGC cũng bắt đầu một cuộc điều tra nhằm vào các thành viên cấp trung và cấp cao của lực lượng này để đề phòng nguy cơ có sự trà trộn từ bên ngoài. Quá trình điều tra bao gồm việc xem xét kỹ tài khoản ngân hàng của các đối tượng ở cả Iran và nước ngoài, cũng như lịch trình đi lại của những người này và gia đình họ. Theo truyền thông Israel, ngoại trưởng israel israel kass đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng sắp đạt được lệnh ngừng bắn tại mặt trận phía bắc giữa quân đội israel và phong trào hezbollah ở liban trong một tuyên bố ngoại trưởng israel khẳng định quân đội israel sẽ tiếp tục tấn công hezbollah một cách mạnh mẽ cho tới khi giành được chiến thắng và đưa những cư dân ở khu vực phía bắc phải đi sơ tán được trở về nhà an toàn ông israel kass hiện được thủ tướng israel benjamin netanyahu giao quyền điều hành chính phủ israel trong thời gian ông Netanyahu tới Mỹ để dự cuộc họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngay trước tuyên bố của ngoại trưởng Israel Katz, văn phòng thủ tướng Israel cũng ra thông báo khẳng định thông tin về việc sắp đạt được lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah là không đúng sự thật. Thông báo nêu rõ, thủ tướng Netanyahu vẫn chưa phản hồi với đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp đưa ra. Đồng thời, thông báo cũng bác bỏ thông tin do kênh số 12 của Israel công bố trước đó nói rằng thủ tướng Netanyahu đã yêu cầu quân đội giảm tần suất các cuộc không kích vào Liban trong thời gian đàm phán ngừng bắn diễn ra. Về phần mình, quân đội Israel thông báo vừa mở thêm một đợt không kích mới vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, song không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công 75 mục tiêu Hezbollah trong đêm 25 tháng 9, dạng sáng ngày 26 tháng 9. Tại Liban, Bộ Thông tin nước này xác nhận không quân Israel đã oanh tạc một số khu vực trong đó có một cửa khẩu trên đường biên giới giữa Liban và Syria. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thiệt hại trong các cuộc không kích mới nhất của Israel và Liban. Ở diễn biến liên quan, giới chức Liban cho biết trong cuộc không kích của Israel vào thung lũng Bekaa phía đông Liban sáng 26 tháng 9 đã gây thương vong cho người dân Syria. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã đánh sập một cây cầu trên biên giới giữa Liban và Syria. Theo các nhà chức trách Liban, người Syri thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel là các công nhân và người thân trong gia đình của họ. Ngôi nhà các nạn nhân bị tấn công nằm gần thành phố Baalbek thuộc thung lũng Bekka ở phía đông Liban gần biên giới Syri. Giới chức Liban khẳng định đây là cuộc tấn công đơn lẻ khốc liệt nhất trong chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh mũi tên phương Bắc của Israel vào Liban bắt đầu vào sáng sớm ngày 23 tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng tuyên bố Mở thêm đợt không kích mới vào Liban vào trưa 26 tháng 9 theo giờ địa phương. Một trong các mục tiêu tấn công là một cây cầu trên đường biên giới giữa Liban và Syria. Quân đội Israel khẳng định cây cầu này được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí từ bên ngoài vào Liban. Giới phân tích khu vực lo ngại Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích vào Liban trong thời gian tới, sau khi giới chức Israel tuyên bố chưa có kế hoạch ngừng bắn theo đề xuất quốc tế, đồng thời tái khẳng định quyết tâm duy trì tấn công mạnh mẽ chống Hezbollah để đạt được mục tiêu khôi phục an ninh tại khu vực biên giới chung Israel Liban. Lực lượng Hezbollah tuyên bố quả đạn Quad 1 đã phóng vào thành phố Tel Aviv. Video do nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban công bố đã cho thấy các góc độ khác nhau của tên lửa Quad 1, kèm hàng loạt thông tin kỹ chiến thuật của quả đạn như đường kính 0,62m, chiều dài 7,6m và tổng khối lượng 2,8 tấn. Qua đầu 1 có tầm bắn tối đa 190km, đủ sức bắn tới các căn cứ quân sự quanh thành phố Tel Aviv, trung tâm kinh tế, công nghệ của Israel ở cách biên giới với Liban khoảng 100km và nhiều khu vực ở miền trung nước này. Hezbollah còn tuyên bố, qua đầu 1 được trang bị đầu đạn hồi quyển cỡ lớn, có khả năng cơ động MARV nặng 500 kg. Loại đầu đạn này có tính năng tương tự phương tiện lướt siêu vượt âm, nhưng khả năng cơ động kém hơn và chủ yếu vẫn bay theo quỹ đạo cố định trong giai đoạn giữa hành trình. Chúng có thể đột ngột tăng độ cao khi lao tới mục tiêu và tạo ra đường bay trồi sụt, giúp tăng tầm bắn, điều chỉnh hướng bay và gây khó khăn cho là chắn tên lửa đối phương. Benham Bentley Blue, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu, Quỹ Bảo vệ Nền Dân Chủ, có trụ sở ở Mỹ nhận định, Quader 1 là biến thể của tên lửa đạn đạo fateh 110 do Iran sản xuất. Hezbollah trước đó tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo qua đờ 1 nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad ở ngoại ô thành phố Tel Aviv. Theo hãng thông tấn AFP, đây là lần đầu tiên Hezbollah tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc xung đột kéo dài gần một năm với Tel Aviv nổ ra. Hezbollah cũng đã cáo buộc trụ sở này chịu trách nhiệm ám sát các nhà lãnh đạo và thực hiện cuộc tấn công khiến loạt máy nhắn tin và thiết bị không dây ở Liban phát nổ. Cuộc tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Hezbollah cũng cho biết cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo được thực hiện nhằm ủng hộ người dân Gaza, bảo vệ Liban và người dân nước này. Về phần mình, quân đội Israel cũng đã tuyên bố lần đầu tiên tên lửa do Hezbollah bắn đã bay đến khu vực Tel Aviv và bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn. Còi báo động không kích ở Tel Aviv đã vang lên. Ngoài ra, lực lượng không quân Israel đã tấn công bệ phóng của tên lửa ở khu vực Nafakhiye, miền nam Liban. Vụ phóng tên lửa mới nhất đánh dấu sự gia tăng căng thẳng tiếp theo sau hai ngày Israel tiến hành không kích Liban. Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Liban cũng sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế của nước này. Sau hàng loạt cuộc tấn công vào Liban và các khu vực dân sự ở Gaza, Israel đã cáo buộc Hamas và Hezbollah giấu vũ khí quân sự tại đó. Tel Aviv cũng tuyên bố Hamas ẩn náu trong hoặc gần trường học, bệnh viện. Theo đó, Israel tiếp tục sử dụng lại kịch bản trên khi tuyên bố tương tự về những ngôi nhà ở miền nam Israel rằng chúng đang được Hezbollah sử dụng. Phía Tel Aviv cũng tung bằng chứng là các bức ảnh về đạn dược của Hezbollah được cất giấu trong nhà người dân và gọi đó là lý do để trên diện rộng nhằm vào các khu dân cư trên khắp Liban. Ngoài ra, Israel đã gửi thông báo sơ tán cho công dân Liban trước khi tấn công vào các mục tiêu. Israel cho rằng các thông báo trên giấy, tin nhắn văn bản và cuộc gọi đến người dân Liban là bằng chứng cho thấy Tel Aviv đang cố gắng tránh thương vong cho dân thường. Trên thực tế, Hamas và Hezbollah là hai lực lượng khác biệt. Ở Liban, Hezbollah là một phần của bức tranh ghép lớn hơn về chính trị và quân sự. Không giống như Gaza, Li Bang chỉ hiện diện trong các hệ thống quản lý và tài chính quốc tế. Mối liên hệ giữa Gaza và Hamas với trật tự quốc tế chủ yếu thông qua viện trợ do các tổ chức như Liên Hợp Quốc cung cấp. Nhưng Hamas kiểm soát hoàn toàn Gaza và phải duy trì một xã hội và cơ cấu quản lý hoạt động. Ông Joseph Munayer từ Trung tâm Arab Washington DC nhận định, mặc dù Hamas và Hezbollah khá khác biệt, nhưng Israel vẫn dùng chung một chiến thuật bởi Tel Aviv cần một kết thúc nhanh chóng và cho rằng phương pháp này sẽ hiệu quả. Tại Gaza, Hamas đã sống sót sau một năm bị Israel tấn công bằng cách dựa vào mạng lưới đường hầm của mình. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố lực lượng này sở hữu một mạng lưới đường hầm rộng lớn ở Liban với rất nhiều đạn dược bên trong. Israel sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn ở Liban, một phần vì Hezbollah mạnh hơn. Về điều này, ông Munayer phân tích, vì vậy họ đang sử dụng cùng loại chiến thuật mà họ đã sử dụng ở Gaza. Đây là một phần trong chiến lược của Israel nhằm gây áp lực lớn lên Hezbollah. Tuy nhiên, Hezbollah ước tính có khoảng 150.000 tên lửa và rocket, bao gồm một số tên lửa có thể đi sâu vào lãnh thổ Israel. Mặc dù hệ thống phòng không quảm sắt của Israel đã thành công đáng kể trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa rocket từ Gaza, nhưng nó có nguy cơ không hoạt động hiệu quả trước một loạt tên lửa tinh vi hơn trên diện rộng. Trong quá khứ, Israel đã cần sự giúp đỡ từ Mỹ, Anh, Pháp và Jordan để chống lại một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran hồi tháng 4 năm nay, khi 150 tên lửa, và 170 thiết bị bay không người lái cùng tiến đến. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mới đây, hãng thông tấn TASS dẫn lời thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích áp phó cục trưởng cục chính trị và quân sự của lực lượng Vũ trang Nga cho biết, quân đội Nga đã tạo ra hệ thống phòng thủ đa tầng ở Kursk. Ông tuyên bố: "Nga đã thiết lập một số tuyến phòng thủ, dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua phòng tuyến đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang hiện diện." Ông Alaudinov nhấn mạnh ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng đưa đến khu vực này cũng đang chịu tổn thất nặng nề. Theo tướng Alodinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Cớt của Nga. Trước đó, tướng Alodinov xác nhận Ukraine bị tổn thất nặng nề khi đưa quân vào Cớt. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Shishkin cho biết, một trong những mục tiêu của chiến dịch Cớt là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, chủ yếu là ở miền đông Ukraine Tuy nhiên, Moscow đang tiến công mạnh và có nguy cơ kiểm soát Pokrovsk, tuyến hậu cần huyết mạch của Kiev ở miền Đông. Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đang đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi Kurt, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Ông Putin nhấn mạnh, nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng ta một cách đáng tin cậy. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tấn công ở miền đông Ukraine. Cách đây ít hôm, các chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu Ukraine có thể giữ vững những vùng đất đã giành được ở Cớt hay không. Chuyên gia quân sự Serhiy Zhurret của Ukraine cho rằng cuộc phản công của Nga là điều đã được dự đoán từ trước và điều này có thể cho phép Ukraine đạt được một số mục tiêu ban đầu của chiến dịch xâm nhập Cớt. Chuyên gia này viết Nga cuối cùng đã thực hiện bước đi mà các nhà hoạch định quân sự của chúng tôi dự đoán khi chuẩn bị cho cuộc tấn công Kursk. Mục đích của Ukraine là buộc đối phương phải triển khai lực lượng từ các khu vực khác, trong đó có cả Poprovsk đến mặt trận mới này. Chúng tôi cũng muốn tạo ra vùng đệm ở gần Sumy và đảm bảo bắn hạ binh sĩ hoặc thu giữ thiết bị quân sự của Nga nhiều nhất có thể. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở ở Mỹ cho thấy các lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, có giá thành rẻ để đánh chặn những chiếc drone đắt tiền hơn của đối phương. Theo giới phân tích, việc Nga tạo áp lực mạnh mẽ lên hệ thống phòng không của Ukraine đã cho phép Moscow mạnh dạn vận hành các hệ thống trinh sát và giám sát ISR cao cấp hơn trên chiến trường. Trong khi đó, Kiev không có đủ hệ thống phòng không để bắn hạ tất cả UAV trinh sát Nga và họ cũng không muốn sử dụng những tên lửa đắt tiền để đối phó với các loại UAV như Orlan 10. Bởi vậy, việc sử dụng UAV FPV giá rẻ có hiệu quả về chi phí tiết kiệm kho đạn phòng không cho những mục tiêu giá trị cao hơn. Theo nhà phân tích về Nga tại ISVK Riley Bailey, ông mô tả về lực lượng Ukraine sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất, FPV giá rẻ, có sẵn để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga là một diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là khi chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Nga làm điều tương tự. Điều này cho thấy lực lượng Ukraine có thể có lợi thế về công nghệ, mặc dù đó chưa phải là lợi thế mà họ triển khai ở quy mô lớn. Tuy nhiên giải pháp này rất có tiềm năng đặc biệt là khi xét đến những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt, cả Nga và Ukraine đều liên tục phát triển các loại UAV mới và những phương pháp mới để sử dụng chúng, cũng như cách thức mới để đánh bại UAV của đối phương. ISVK nhận định việc Ukraine sử dụng UAV FPV ở quy mô lớn dọc tiền tuyến đã buộc Nga phải tìm cách ứng phó. UAV trinh sát đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Nga quyết định nhắm bắn vào mục tiêu nào của Ukraine. UAV chỉ điểm cho các đơn vị pháo binh biết nơi tập trung binh sĩ và thiết bị, cũng như nơi các cuộc tấn công được lên kế hoạch từ đó pháo binh sẽ thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Nga đã tận dụng những hạn chế về phòng không của Ukraine và triển khai nhiều UAV cánh cố định, thậm chí còn đưa chúng vào sâu bên trong các khu vực hậu phương của Ukraine. Điều này giúp Nga cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công. Nhà phân tích về Nga tại ISVK Riley Bailey cho hay, cả lực lượng Nga và Ukraine đều đang cố gắng thử nghiệm và triển khai công nghệ mới để giúp họ có lợi thế trên chiến trường, và sau đó mở rộng quy mô trước khi đối thủ có thể làm điều tương tự hoặc nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó với khả năng mới đó. Ông Bailey nhận định Ukraine đi trước Nga khi nói đến công nghệ UAV, bao gồm cả việc họ là nước đầu tiên sử dụng UAV FPV ở quy mô lớn dọc tiền tuyến và lực lượng Nga đã phải bắt kịp điều đó. Truyền thông đưa tin Mỹ sắp công bố gói viện trợ trị giá 8 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có bom lượn, đây sẽ là một trong những cam kết viện trợ quân sự lớn nhất mà Kiev nhận được từ Washington trong 31 tháng qua, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022. Bom lượn là những quả bom từ thời Liên Xô được gắn cánh và hệ thống dẫn đường để bay quãng đường dài với độ chính xác nhất định, cho phép các máy bay chiến đấu Nga thả chúng cách xa tầm với của hệ thống phòng không của Ukraine. Vũ khí được xem là cơn ác mộng của Ukraine bởi sức công phá lớn, và khó bị đánh chặn, từng giúp Nga đạt được nhiều lợi thế trong các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Kiev đang mong muốn được sở hữu loại bom có cánh nặng khoảng 500 kg, tương đương 1.100 pounds cho phi đội tương lai của mình, gồm 85 máy bay chiến đấu F-16 cũ được châu Âu viện trợ. Tuy nhiên, bom lượn sẽ không được vận chuyển đến Ukraine trong một sớm một chiều, bởi Mỹ cần phải thông qua nhiều điều kiện nghiêm ngặt trước khi dự luật viện trợ có được chữ ký của người đứng đầu Nhà Trắng. Gói viện trợ này được thực hiện thông qua quyền rút vốn đặc biệt của Tổng thống PDA, một cơ chế cho phép Tổng thống Joe Biden huy động khí tài quân sự để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. PDA chỉ là một trong những thẩm quyền chi tiêu mà Nhà Trắng sử dụng để gửi vũ khí đến Ukraine. Chính quyền cũng khai thác một quỹ riêng theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, chi tiền cho các nhà thầu Mỹ để chế tạo vũ khí hoàn toàn mới trong khoảng thời gian kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm và vận chuyển chúng đến Ukraine sau khi hoàn thành. Vũ khí được viện trợ theo cơ chế PDA thường là vũ khí cũ nhưng được vận chuyển nhanh. Vũ khí do USAI tài trợ thường mới nhưng có tốc độ vận chuyển chậm hơn. Kể từ năm 2022, Quốc hội đã phê duyệt 33 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho USAI và 46 tỷ đô la Mỹ cho PDA. Tuy nhiên, gói tài trợ PDA sẽ hết hạn vào cuối năm tài khóa 2024, chính xác là vào ngày 30 tháng 9. Quốc hội có thể gia hạn gói tài trợ này, song cần có đủ số phiếu từ đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện. Điều này rất khó thực hiện do sự chia rẽ bên trong nội bộ Mỹ, đặc biệt tại thời điểm cuộc bầu cử tháng 11 đang tới gần. Trước đó, gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ chỉ mới đến tay kỳ vào đầu năm nay, sau 6 tháng bị đóng băng tại Hạ viện. Theo các nhà quan sát, Cuộc phong tỏa tại Hạ viện đã làm cho lực lượng Ukraine bị thiếu hụt đạn dược quan trọng vào thời điểm then chốt trong xung đột với Nga. Đây được coi là một trong những yếu tố khiến Nga giành được quyền kiểm soát Adipka. Trước thách thức như vậy, Nhà Trắng đã đưa ra kế hoạch chi tiết toàn bộ số tiền còn lại của PDA trước thời hạn 30 tháng 9, trong khi các khoản được rút ra từ PDA gần đây chỉ khoảng vài trăm triệu đô la Mỹ thì các khoản được rút vào phút chót sẽ lớn hơn nhiều, đặc biệt là khoản cuối cùng được công bố vào ngày 26 tháng 9. Nhà Trắng đang thực sự rút bớt vũ khí từ kho dự trữ của mình để chuyển giao cho Ukraine trước cả khi Kiev yêu cầu Mỹ viện trợ thêm những loại vũ khí này. Đây là cách khả thi nhất để Tổng thống Biden tận dụng các khoản tiền PDA trước khi chúng hết hạn. Nếu ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa tái đắc cử trong năm nay, có thể sẽ không có khoản PDA nào tiếp theo dành cho Ukraine. Hãng thông tấn Sputnik dẫn phát biểu của đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng Ukraine có nguồn cung cấp vũ khí dồi dào, trong đó có cả vũ khí tầm xa, thông tin tình báo, lính quân sự tư nhân và hướng dẫn viên quân sự nước ngoài. Theo ông, trên thực tế, cả phương Tây cũng đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với mục đích gây ra thất bại chiến lược cho Nga bằng sinh mạng của người Ukraine. Tuy nhiên, dẫn các báo cáo quân sự nêu rõ, tuyến phòng thủ của quốc gia Đông Âu vốn mất gần 8 năm để xây dựng, đang sụp đổ nhanh chóng. Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc khẳng định, quân đội Ukraine hiện nay vẫn đang đứng trước bờ vực thất bại hoàn toàn. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, một cuộc họp theo định dạng G7 cộng Ukraine đã diễn ra tại New York, trong đó hơn 30 quốc gia và Liên minh châu Âu đã thông qua tuyên bố chung về hỗ trợ khôi phục và tái thiết Ukraine. Những điểm chính của tuyên bố là hỗ trợ toàn diện để khôi phục Ukraine trên con đường trở thành thành viên EU, điều phối hỗ trợ thông qua nền tảng nhà tài trợ Ukraine, cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung vào cuối năm với số tiền khoảng 50 tỷ đô la Mỹ từ lợi tức thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, một phần trong số đó sẽ được chuyển cho nhu cầu quốc phòng. Tổng thống Mỹ Biden lưu ý tuyên bố này sẽ được đưa ra để thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev hiện tại và trong tương lai. Ông nói, tôi quyết tâm đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần để giành chiến thắng và chiến đấu vì sự sống còn của mình. Tôi sẽ công bố một loạt hành động để tăng tốc hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Trái ngược lại với đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, hãng tin AP cho biết cuộc gặp giữa ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa được lên lịch. Một thành viên trong đội ngũ hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ ứng viên Đảng Cộng Hòa sẽ không gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần này, dù ông Zelensky đang có chuyến thăm Mỹ hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch, dù các quan chức Ukraine tuần trước tuyên bố ông Zelensky đã lên kế hoạch để gặp ông Trump. Kiev chưa bình luận về báo cáo mới nhất của AP. Trong một bài phát biểu, ông Trump ca ngợi kinh nghiệm quân sự của Nga, viện dẫn hai sự kiện lớn trong lịch sử là Liên Xô tham gia đánh bại Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ hai và cuộc tấn công Nga thất bại của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte để ám chỉ Moscow sẽ không thua. Ông Trump một lần nữa thể hiện sự không đồng tình đối với viện trợ của Washington cho Ukraine, nhắc lại rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ nhanh chóng rút Mỹ ra khỏi cuộc xung đột. Trước đó, ứng viên Đảng Cộng Hòa nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ có thể hòa thuận với Nga và Trung Quốc. Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần khẳng định ông biết cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong một cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, ông né tránh câu hỏi rằng liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không, chỉ nhấn mạnh ông muốn chấm dứt xung đột. Ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau 5 năm hồi tháng 7. Kiev cho biết, ông Trump nói với lãnh đạo Ukraine rằng ông ủng hộ Kiev và sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine nếu được bầu làm tổng thống. Hãng thông tuyến TASS vừa qua đưa tin hai tàu ngầm chiến lược Hoàng đế Alexander Đệ Tam và Krasnoyarsk của Nga đã hoàn thành chuyến đi từ hạm đội phương Bắc đến căn cứ Vilyuchinsk của hạm đội Thái Bình Dương ở bán đảo Kamchatka. Tổng tư lệnh Hải quân Alexander Moiseyev và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Fratkov đã có mặt chào đón hai tàu ngầm chiến lược này và chúc mừng các thủy thủ đã hoàn thành chuyến xuất kích ở Bắc Cực. Phát biểu tại lễ đón tàu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Fratkov nhấn mạnh các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất đã hoàn thành chuyến đi khó khăn dưới băng và đã đến căn cứ chính của hạm đội Thái Bình Dương. Đây là những tàu ngầm hiện đại và hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ gian đe chiến lược, duy trì tăng cường tiềm lực chiến đấu cũng như sức mạnh quân sự của Nga. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Moisejev nhấn mạnh, tôi muốn lưu ý rằng hệ thống đào tạo tàu ngầm hiện có, trường đào tạo điều hướng dưới băng và mức độ sẵn sàng của các sở chỉ huy ở mọi cấp của hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương cho phép các tàu xuất kích nhanh chóng và chất lượng, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng và có trách nhiệm như vậy. Tàu ngầm tuần dương chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Hoàng đế Alexander Đệ Tam được đóng theo dự án lớp Borei 955-955A Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Trong khi đó, Krasnojarsk là tàu ngầm thứ tư của dự án lớp Yasen 885, 885M. Tàu được trang bị tên lửa chống hạm Onyx hoặc tên lửa Kalip PL. Các tàu ngầm được đóng tại xưởng Shipmast ở Severodvinsk. Cần lưu ý thêm, chuyến đi của hai tàu này xảy ra sau cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean 2024, trong đó Hải quân Trung Quốc tham gia cùng với Nga. Hơn 40 tàu chiến, 120 máy bay và trực thăng cùng khoảng 90.000 quân nhân đã tham gia vào các cuộc tập trận này. Quy mô sự kiện bao phủ Thái Bình Dương và Bắc Cực cũng như các vùng biển Địa Trung Hải, Baltic và Caspi. Hoa Kỳ và các đồng minh đã theo dõi chặt chẽ. Sau cuộc tập trận, Thứ trưởng Không quân Mỹ, bà Melissa Dowton, đã nói về mối đe dọa an ninh quốc tế chưa từng có đối với Washington. Bà Dowton nhấn mạnh Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta phải đối mặt cùng lúc với hai đối thủ chiến lược là các cường quốc hạt nhân với kho vũ khí lớn và ngày càng phát triển. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.